Trẻ em huyện Long Điền cũng ngập tràn niềm vui hạnh phúc đón Tết thiếu nhi trong sự quan tâm chăm sóc của gia đình và xã hội. Mời quý vị tiếp tục theo dõi ghi nhận tại huyện Long Điền trong chương trình Hòa nhịp phát triển. Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tổ chức chương trình Vần trăng tuổi thơ cho hơn 500 thiếu nhi trên địa bàn huyện. Trong không khí tưng bừng của đêm hội, các em nhỏ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi động, giao lưu cùng những nhân vật truyền thống của Trung thu là chú Cụi, chị Hằng và tham gia các trò chơi đố vui. Dịp này, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng. Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 750.000 đồng, gồm quà và 500.000 đồng tiền mặt, cùng 273 phần quà Trung thu, mỗi phần 300.000 đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.